Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với sân bóng trường Đại học Tây Nguyên để theo dõi những diễn biến đầu tiên của vòng đấu thứ nhất của cúp bóng đá 7 người cúp quốc gia Hyundai Thành Công Cúp 2023. Và trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu trong khuôn khổ bảng B giữa cầu thủ Tuấn Vũ FC và Bác sĩ Hà Đà Lạt. Và đây sẽ là đội hình xuất phát của cầu thủ Bác sĩ Hà Đà Lạt. Còn bên phía cầu thủ Tuấn Vũ FC ngày hôm nay, họ sẽ ra quân với người mặc áo số 2 Nguyễn Tuấn Anh. Rất hồi hộp. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa cầu thủ Tuấn Vũ FC và Bác sĩ Hà Đà Lạt đã được phép bắt đầu. Ngọc Vũ. Đường chuyền hơi non nhưng vẫn tới được vị trí của Minh Đức, rất nguy hiểm. Đó là pha ra chân rất nhanh. Ta xem lại một lần nữa. Dù đã bị trượt té nhưng Hồng Quân cũng đã có một pha nhồi bóng lại dành cho đồng đội để băng lên dứt điểm. Cơ hội dứt điểm rất nguy hiểm. Vẫn còn, không vào. Đó là pha dứt điểm đến từ Văn Lương. Chúng ta xem lại pha bóng vừa rồi. Xuất phát từ cú dứt điểm đến từ đội trưởng Hà Ngọc Vũ. Đây là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Bác sĩ Hà Đà Lạt. Khoảng thời gian đang chơi rất nhàn hạ trên sân. Đường chuyền của Văn Lương. Ngọc Vũ đánh đầu. Và đánh đầu của Hồng Quân. Lại một lần nữa thì khả năng chọn vị trí của Hồng Quân lại được lên tiếng. Khi cao thủ Bác sĩ Hà đã lùi về rất kịp thời. Đánh đầu. Cối. Rất lộn xộn. Nhưng vẫn không có bàn thắng. Rất đáng tiếc trong những phút vừa qua khi mà cầu thủ Tuấn Vũ FC tạo ra rất nhiều những cơ hội. Đường chuyền của Xuân Thị. Chính xác. Quả đưa bóng vào, rất nguy hiểm. Thôi, không vào. Rất đáng tiếc. Và lại một lần nữa thì Tuấn Anh Phan Hương lại cứu thua cho đội nha. Sóng gió bắt đầu nổi lên từ Tuấn Vũ FC. Liên tiếp là những cơ hội ăn bàn rõ rệt mà đội bóng áo vàng đã tạo ra. Thêm một cơ hội nữa. Cơ hội, Văn Lương, không vào. Chúng ta cần phải dành những tràng vỗ tay dành cho Phan Hưng. Thu Hành đang chơi rất hay trong những phút vừa qua. Và chúng ta xem lại một lần nữa. Văn Lương đã có một khoảng trống. Nhưng đến lúc này Thu Hành này vẫn đang đứng vững. Và cho thấy được tầm quan trọng của mình ở hàng phòng ngự. Cơ hội. Như vậy là tỷ số đã được mở cho cầu thủ Bác sĩ Hà. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt phải trả giá. Và trong pha bóng vừa rồi, cầu thủ Bác sĩ Hà đã có một pha phản công cực kỳ sắc bén. Chúng ta xem lại một lần nữa. Xuất phát từ hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng trắng. Một cú phất bóng lên của Khánh Messi. Và sau đó là pha chạm bóng cực kỳ tinh tế đến từ số 8 Trung Hiếu, cầu thủ được tung vào sân để thay cho đội trưởng Phùng Văn Hà. Biên số của trận đấu đã tới. Tỷ số được mở cho cầu thủ đại diện đến từ Lâm Đồng. Đưa bóng vào, đánh đâu. Vẫn không vào. Vẫn không có bàn thắng dành cho cầu thủ Tuấn Vũ FC. Chỉ một chút nữa thôi thì bàn thắng đã tới. Pha đánh đầu là của số 25 Xuân Thị. Dứt điểm không vào. Bóng đi vọt xa. Cú dứt điểm rất căng của Hồng Quân. Đó là cú sút thẳng về phía khung thành của Phan Hưng. Cơ hội được xem là cuối cùng ở trong hiệp 1 này bên phía cầu thủ Tuấn Vũ. Đánh đầu. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi cho hiệp 1 khép lại. Hai đội sẽ rời sân tạm nghỉ với phần thắng 1-0 nhưng về cầu thủ Bác sĩ Hà Đà Lạt. Với bàn thắng duy nhất được ghi do công của số 8 Trung Hiếu. Còn với cầu thủ Bác sĩ Hà thì... Ôi! Ngay từ những giây đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai thì bàn thắng đã tới. Và lần này Hồng Quân đã lên tiếng. Sau những pha bỏ lỡ ở trong hiệp 1 thì lúc này số 15 đã có được bàn thắng. Bàn thắng mở điểm của cầu thủ Tuấn Vũ FC tại VSC lần thứ 3. Một pha ghi bàn vô cùng điệu nghệ đến từ Hồng Quân. Trước đó phải kể đến pha dứt điểm rất căng đến từ Hà Ngọc Vũ. Bây giờ thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn.
Dứt điểm rất nguy hiểm và tỷ số được nó lên 2-1. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là những gì mà Tuấn Vũ đã tạo ra trong những phút vừa qua. Hà Ngọc Vũ, lần này thì anh đã trực tiếp điền tiền mình lấy bàn tỷ số. Chúng ta xem lại pha bóng này. Xuất phát từ tình huống làm tường đến từ Hồng Quân. Hà Ngọc Vũ đã có một cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc, đánh bại được thành Phan Hưng. Ở trong hiệp 1, Phan Hưng là thủ thành chơi xuất sắc nhất. Bên phía cầu thủ bác sĩ Hà Đà Lạt có thể bị săn lấp bất cứ lúc nào. Đến bóng dành cho cầu thủ Tuấn Vũ FC. Căng ngang. Tỷ số được nâng lên 3-1 dành cho cầu thủ Tuấn Vũ FC. Đức Lắc, một pha chọn vị trí vô cùng chuẩn xác đến từ số 20. Lại thêm một pha phản công nữa mà cầu thủ Tuấn Vũ FC có được. Xuất phát từ đường chuyền của Đức Lắc dành cho Hà Ngọc Vũ. Và sau đó thì Đức Lắc đã có khoảng trống để tung ra một pha dứt điểm như ý muốn. Nâng tỷ số lên 3-1 dành cho cầu thủ Tuấn Vũ FC. Hà Ngọc Vũ. Tố Sĩ Hùng. Tố Sĩ Hùng qua người thành công. Sĩ Hùng! Cú dứt điểm rất căng đến từ Tô Sĩ Hùng. Nhưng đáng tiếc là pha bóng vừa rồi thì Tô Sĩ Hùng đã không thể điền tới mình lấy bàn tỷ số. Một cầu thủ có khả năng chơi với một sự ngẫu hứng rất cao. Đến bóng dành cho cầu thủ áo vàng. Rất chống chạy. Côi! Không vào! Đó là pha xử lý của Hà Ngọc Vũ. Anh đã có tình huống đối mặt với Phan Hưng, nhưng một thoáng chần chừ và cũng có một pha dứt điểm không thể đánh bại được thủ thành này. Thì góc sút đã bị hẹp đi. Duy Hiếu. Duy Hiếu! Pha dứt điểm ngay của Duy Hiếu. Dứt điểm rất nguy hiểm. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Hai đội sẽ rời sân với kết quả 3-1 nhưng về cầu thủ Tuấn Vũ FC trước bác sĩ Hà Đà Lạt. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà cầu thủ Tuấn Vũ FC đã không hiệu quả trong những khâu dứt điểm của mình. Và họ rời sân tạm nghỉ với kết quả bị dẫn trước là 1-0. Nhưng ở hiệp thi đấu thứ hai, bằng những sự thay đổi, bằng những tính toán trong chiến thuật và lối chơi của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Tài đã đem về 3 điểm đầu tiên cho vòng đấu đầu tiên dành cho cầu thủ Tuấn Vũ FC.